Chào các bạn nhé. Hôm nay mình đố các bạn là làm sao để xếp các đầu đũa. Đầu to, đầu này với đầu này nó trùng với nhau. Đấy, xếp đầu to, đầu nhỏ với đầu nhỏ đúng chiều. Đố các bạn làm thế nào? Ngồi lửa thế này thôi gì đúng không? Lửa này. Lửa này lâu lắm, cực kỳ lâu. Với một bó thế này lửa cũng lâu rồi. Còn nếu mà gặp giữa nhà hàng này, rồi tiệc cưới này kia đó, mày đi xếp kiểu này thì chắc mất thời gian lắm. Bởi vậy hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái mẹo để lửa nó cực kỳ nhanh luôn nha. Các bạn xem mà thấy clip hay tặng mình một like nhé. Và nhớ bấm đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi video của mình vào lúc 11 giờ mỗi ngày nhé. Ok, bắt đầu nha. Đây là cách lửa đũa của mình nha. Thì với cách này các bạn sẽ cần một cái mâm, mâm sắt thế này. Rồi. Và chúng ta sẽ trải cái đũa lên đây. Đấy. Các bạn để như vậy nhá. Rồi, các bạn sẽ lấy một cái đũa và đặt ở sau này. Bạn kéo nó lên. Bạn thấy không? Như vậy tất cả các đầu nhỏ này nó nằm trên. Còn các đầu lớn á, thì nó rớt xuống do nó nặng hơn các bạn. Thì mình dựa theo nguyên tắc về trọng lực. Lúc đó các bạn lấy cái đũa này, các bạn dựng nó lên. Ok. Như vậy là toàn bộ đũa đã được xếp cùng một chiều. Các bạn kiểm tra nhé. Thấy không? Toàn bộ đã được xếp cùng một chiều. Đầu nhỏ với đầu nhỏ này, đầu to với đầu to này. Thấy nhanh không các bạn? Tuyệt vời đúng không? Như vậy các bạn thấy công việc rất là nhẹ nhàng. Đấy. Hay không? Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh nha. Và theo dõi video mới của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.